Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái video dành cho Việt Kiều thì tôi có một cái video dành cho các bạn du học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thì việc các bạn du học sinh mặc dù là chưa có nhập quốc tịch, tuy nhiên trong các thời gian các bạn đi sinh sống và làm việc, học tập ở nước ngoài thì các bạn cũng là những người đang ở nước ngoài. Do vậy thì nếu trong trường hợp mà các bạn vướng vào, hoặc gia đình các bạn vướng vào một cái vụ kiện tụng thì chúng ta sẽ như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe cách như thế nào để bổ sung hồ sơ tòa án. Và video của tôi có tên là bổ sung hồ sơ tòa án. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi nó như thế này. Có một chị được đứng tên đại diện khai trình cho cả hai đứa con nhỏ. Và trong cái quá trình mà đại diện cho hai người con nhỏ thì chị có vay một cái số tiền của một bà A. Tuy nhiên khi mà vay thì hai bên sẽ thống nhất ký cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà. Chính vì lẽ đó, tại thời điểm mà chị xác lập cái hợp đồng mua bán nhà thì hai con chị dưới 18 tuổi và chị là một đứa thì 15 tuổi, còn một đứa thì dưới 15 tuổi, cho nên chị cùng với lại đứa con mà 15 tuổi xác lập cái chủ quyền, là xác lập cái việc mà bên chuyển nhượng nhà. Thời gian việc vay tiền không có khả năng thanh toán, và thế là chị đã quyết định cái người mà gọi là cho vay họ tiến hành thủ tục sang tên đăng bộ. Việc gì đến phải đến, thì khoảng 10 năm sau thì vụ kiện tụng đã chuyển đến tòa án. Thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm này thì các em đã thành niên và các em đã đang đi du học nước ngoài. Thế thì trong trường hợp các bạn đang du học, đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài mà các bạn phải có ý kiến thì tôi được gọi là bổ sung hồ sơ tòa án, các bạn phải như thế nào? Tôi cũng đã hướng dẫn cho chị rằng là trong trường hợp này thì chị nên làm một cái ủy quyền của người con cho chị để chị được tự quyền định đoạt. Thì việc ủy quyền thì như thế này quý vị và các bạn, mình sẽ đến tòa được một cái giấy gọi là theo thuật ngữ và luật á, gọi là giấy tống đạt, mà giấy mời á, nói chung là giấy mời, trong đó có cái mộc dấu của tòa án. Sau khi có mộc dấu ở tòa án thì chị sẽ, con chị, ví dụ như bây giờ các em nó đang học ở Đức đi, thì chúng ta sẽ đến lãnh sự quán, chúng ta xác nhận rằng cái nội dung của cái vụ kiện, rằng là hiện tại tôi có một cái vụ kiện ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nay vì không có mặt ở Việt Nam cho nên tôi ủy quyền cho bà A là mẹ của tôi để toàn quyền quyết định. Thì nhớ rằng trong đó có ghi đối tượng của việc ủy quyền. Ủy quyền là chỉ ủy quyền cái phần mà tranh chấp liên quan đến cái nhà mà thôi. Cái thứ hai nữa là thời hạn ủy quyền. Thì chúng ta khôn khéo một tí xíu và chúng ta sẽ nói là ủy quyền cho đến khi giải quyết xong. Bây giờ đặt trường hợp là nếu như trong trường hợp mà cái em mà đang du học sinh đó, em không có ủy quyền cho mẹ mà em ủy quyền cho luật sư, thì vẫn theo cái trình tự thủ tục đó nha quý vị. Vẫn theo thủ tục là em đến lấy cái giấy triệu tập cộng với cái bản cái giấy ủy quyền và cái nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền, và nộp cho đến lãnh sự quán, và sau đó chuyển toàn bộ cái giấy tờ này về Việt Nam. Việc ủy quyền này có thể ủy quyền cho luật sư, ủy quyền cho một cá nhân nào đó để nhân danh và đại diện em, trong trường hợp em không có mặt ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, việc lập cái ủy quyền này nó gồm có những người Việt Nam đang sinh sống, đã có quốc tịch nước ngoài,
chưa có quốc tịch nước ngoài, những người đang là du học sinh, một số bạn đã là đang là tu nghiệp sinh thì trường hợp nó vẫn vậy. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy quý mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì quý vị hãy đặt cái câu hỏi liên quan, vì tôi nghĩ rằng các bạn hơn ai hết, từ cái tâm niệm của cái nghề luật sư thì tôi có tiếp xúc với một chị Việt Kiều. Chị bảo với tôi rằng tiếc quá tôi không nhận được lời tư vấn ở trên mạng của luật sư chậm quá. Và đến nay thì sau 1, 2, 3, 4 luật sư thì tôi cũng đã nhờ luật sư, thì tôi cũng đã đưa cho chị những cái tâm huyết của cái nghề, đồng thời những cái hướng dẫn về mặt pháp lý để cho quý vị và các bạn được hiểu thêm về trường hợp của mình. Quý vị và các bạn đừng ngần ngại, tại vì tôi nghĩ rằng video này, chính video này dành cho Việt Kiều. Khoe anh tí là tôi đã thực hiện 99 video cơ bản dành cho tất cả mọi người rồi. Thì hôm nay đang song hành với quý vị trên 99 video dành cho Việt Kiều. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến luật Việt Nam, luật nước ngoài không dám nói đâu, tại vì luật sư Việt Nam chỉ biết luật Việt Nam thôi, thì quý vị và các bạn sẽ gửi câu hỏi, hoặc ở dưới đây tôi có để những cái đường link Facebook, YouTube, Google Fanpage, quý vị và các bạn để thuận tiện thì quý vị và các bạn sẽ gửi cái câu hỏi của mình, và nhớ nha, luật sư sẽ bí mật thông tin cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.